Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Sony TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dự lễ khai giảng tại trường học của mình và cũng như về lại thăm cái trường cũ vào ngày khai giảng nha bạn nhé. Vâng, thì trước mắt các bạn ở đây là một cái chuẩn bị là một cái bài văn nghệ, là bài Một Vòng Việt Nam. Thì với bài này các bạn cũng biết rồi, chỉ cần nghe cái bài này lên là các bạn thấy được cái lòng yêu nước của mình như thế nào rồi đấy. Đây, tới cái khúc này là mình bắt đầu ức chế liền. Bởi vì các bạn biết sao rồi đấy, hệ thống âm thanh của nhà trường mình là một cái chuyện sống analog. Cho nên là nếu chúng ta mà ở cách ở ngay cái chỗ mà quá xa, mình sẽ không nghe được cái âm thanh gì. Thì giống như mình đang chửi thể ở đây, đang chửi cái bộ âm thanh nhà trường biết gì đó, thì nó mất ổn định lắm. Cho nên là nếu các bạn thấy cái clip này, nếu các bạn nếu thấy các bạn nào học ở trường giống như mình thì nhớ đề xuất nhà trường nâng cấp cái bộ điều khiển âm thanh lên chút nha, cái này hết ổn rồi. Rồi, giờ lỗi kỹ thuật thôi. Ôi trời ơi, bài hát yêu thích của anh em hơn theo đoàn theo rồi, bài tuổi hát phòng tuổi trẻ. Đây rồi, đây chính là highlight của buổi khai giảng ngày hôm nay. Tiếng trống đầu tiên để bước vào năm học mới tràn đầy nhiệt huyết và tràn đầy niềm vui. Mỗi tội là năm nay sẽ không có chuyển trường hơn lần nào nữa. Và như các bạn đang xem tiếp theo đó chính là đoàn Lân Sư Rồng đang múa nhảy để chặt nhảy để chào đón năm học mới một cách là hơi đang chút nhưng mà tôi không biết phải nói gì, nhưng mà trong mỗi lần này được hát ngân ngân cũng hay.
Và ok, sau khi mà hết khai giảng thì chúng tôi đã tranh thủ quay một vòng phân sân trường Phan Ngọc Hiển cho các bạn coi. Thì nói chung mơn trường Phan Ngọc Hiển thì vừa không y mà tuy cái cơ sở vật chất nó không phải hoàn thiện, nhưng mà cái chất lượng học thì nó cũng không phải bàn cãi gì, khi nó cũng gần gây ngứa cho Dương Liêm rồi đó. Chỉ tiếc là bên cho Dương Liêm hoạt động còn nhiều hơn học thôi. Đây là một sự thật, đây là một câu nói sự thật mà mình nghe được từ một bà gì bán áo ở chỗ nào đó ở dưới Bến Ninh Kiều. Đây nên là các bạn có nói, các bạn có nghe được thì đừng có nói với ai hết nha, kẻo người ta buồn ấy. Rồi sau khi mà tôi quay gần một vòng xong cái trường Phan Ngọc Hiển thì tôi đang tiện đường đi qua ngân, tôi đi thăm cổng sau của trường cho em đêm để coi là nhìn như nào. Thì ai ngờ đúng lúc mà tôi đi vừa mới đi ngang xong thì cái trường đấy làm khai giảng vẫn chưa có xong, vẫn còn hang hát cái bài hát truyền thống của nhà trường trong đó. Đó, khi các bạn nghe thấy là các bạn sẽ, lát nữa các bạn sẽ có thể nghe được cái bài hát đấy. Lúc mà mình vừa đi ngang qua đi tới cổng trước của ngôi trường nhá. Rồi sau khi mà chúng ta đã đi ngượng một vòng thì mình cũng cuối cùng cũng đã tới được cổng trước. Tuy nhiên là bởi vì là bên khai giảng chưa có xong cho nên mà mình chỉ chưa có thể vô được, nên mà thành tạm thời phải chờ mình tác vậy. Các bạn luôn cũng phải thông cảm bởi vì là trường mình đợi tổ chức khai giảng xong, trong khi trường người ta thì vẫn chưa có xong, cho nên là gián chờ nhé. Ai ai cái trường này cũng chưa. Quá thất vọng bởi vì ngôi trường này đến tận giờ này vẫn chưa xong. Vâng, thì dần dần sau một lát khi mà nhà trường vừa mới tổ chức khai giảng xong thì ban đầu là mình đã đi về đó. Nhưng mà tôi biết các bạn có biết đâu mà mình đang nghĩ trong đầu không? Tất nhiên đó chính là thế nào được, bởi vì là chúng ta cũng phải đi vô thăm lại với các bạn cũ rồi, vẫn còn bắt đầu là học ở trong cái chương trình đấy. Nên lại sẵn là có một cái nóc một cảnh hướng bên trường, nhưng mà chỉ tặng lên cho coi vậy thôi. Cứ ngần ngần ban đầu tôi cũng ý định vô cái trường đấy, nhưng mà cuối cùng mà canh mặt cuộc đời đưa đẩy thay qua cho Phan Ngọc Hiển an toàn nhất. Tôi lại nói luôn với các bạn luôn ấy, bởi vì là trường cho Phan Đêm nó có rất nhiều view, nó có nhiều view để mà các bạn có thể tự xứng một được. Ở trường này thì các bạn có thể sử dụng điện thoại được, nhưng mà nghĩ là các bạn không được dùng nó trong giờ học mà thôi. Thì có trường Phan Ngọc Hiển thì chắc là mình cũng phải hạn chế điện thoại, vì là mình trước giờ đi học cũng không có đem điện thoại ở đâu, trừ khi mà cuối năm các kiểu rồi thôi mình mới mang vô được, chứ này sao mang vô được. Bác cái này và cuối cùng của video này đó chính là trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Đây là ngôi trường cấp 2 của mình đó các bạn. Thực ra là ngôi trường cấp 2 này mình học từ 2017 tới giờ rồi, 2021 tới giờ rồi. Tại vì năm học 2020-2021 mình học tại trường Trung An, cũng vâng là chứ không phải là Đoàn Thị Điểm. Nên là các bạn biết, nên là các bạn sẽ bữa nay thấy là clip này nó sẽ không có trường Trung An, bởi vì trường Trung An nó xa và tôi cũng không có thời gian để mình lại bộ lại, nên là thôi cũng luôn. Như là cấp 1 tôi cũng học trường tiểu học Ngô Quyền nữa, mà tôi có quay ngơ lại mấy cảnh, nhưng mà niềm mong tiêu rồi nên là thông cảm nha. Và
nữ nhân sân khấu ở ngay lúc này đó chính là thầy Hiền, thầy tập phụ trách của trường mình. Hỏi tất cả những học sinh, những cái ma mới lớp 6 vừa mới vô, hỏi xem là test xem là mình hiểu trường từ cái mức nào, chưa thấy người nhà không biết là hỏi là tổ chức trường của học sinh rồi gì đó, người ta cái chuyện đó nói chung thì cái này cũng vui rồi. Rồi mọi người xin chúc mừng nha, mỗi bạn là một phòng và nằm giữa bên tổ chức. Vậy thôi nha, nhớ nha, câu hỏi số 2, nhìn cái hình trường này các bạn nhớ không? Ôi, đây là trường cũ nè. Thấy rồi. Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điệp của mình trước năm 2016. Trước 2016. À đúng. Đó là trường mình các em. Của trường mình là trường mới xây dựng. Đây, trường cũ ông ơi. Tại trường này là năm 2019-2020. 2019-2020. Câu hỏi được đặt ra là không hết hạn rồi. Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điệp với tâm khởi công xây dựng ngày nào, giai đoạn đó được mang tên là gì? Được hỏi công xây dựng nha. Thì coi như là những cái thời gian này cũng là kết thúc cho video của mình ở đây. Thì nếu các bạn thích thì nhớ like, share, like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình sống được hơn. Đại có YouTube cho tôi biết nhưng mà để có clip cho các bạn xem rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Có cửa học sinh nè. Có cửa học sinh nè. Ai xa xa đây bạn kia, thôi bạn theo đồng hồ đem thêm dễ thương. What the fuck is that ten? What the fuck is that ten? Nhìn như siêu nhân điện quang không hả? What the heck?